Rồi, hello, chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với video mới nhất ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì em lại tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về lùm xùm giữa Hồ Văn Cường với lại quản lý của cô ca sĩ Phi Nhung. Đối với sự việc hiện nay, rất nhiều thông tin và cũng rất nhiều những cái luồng dư luận trái chiều về việc em Hồ Văn Cường với lại cái số tiền mà cắt xê trong vòng mấy năm gần đây. Và hôm nay em tiếp tục cập nhật cái thông tin mới nhất là Hồ Văn Cường gây tranh cãi vì thái độ với mẹ nuôi lẫn cả mẹ ruột thế nào mà khiến cô ca sĩ Phi Nhung bức xúc đến nỗi là đòi xé hình. Đó, đây thì mình cho tất cả quý vị và các bạn xem nha. Đây là một cái thông tin và đang được lan truyền trên mạng xã hội rất là nhiều. Và cái việc mà tất cả chúng ta đang bình luận cũng như là tất cả mọi người đang quan tâm là về việc là tại sao mọi người lại đang chú ý đến cái sự việc như hiện nay, và cho rằng như là tại sao ca sĩ Phi Nhung lại bức xúc đến mức độ mà chửi Hồ Văn Cường cũng như là đòi xé hình. Và sau hàng loạt ồn ào về cắt xê của Hồ Văn Cường thì Hồ Văn Cường đã quyết định dọn ra ở riêng và cắt đứt mối quan hệ đối với công ty của mẹ nuôi ca sĩ Phi Nhung, và cũng không còn xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Và những cái lùm xùm hiện nay thì vẫn chưa dừng lại, và điển hình mới đây mạng xã hội lại tiếp tục lan truyền về đoạn clip mà ghi lại cảnh Phi Nhung than thở về thái độ của Hồ Văn Cường. Và cũng theo đó thì ca sĩ Phi Nhung đã nhiều lần gọi Hồ Văn Cường xuống để ký tên cho fan, nhưng mà Hồ Văn Cường thì vẫn không nghe lời và nhất quyết đi ngủ cho đến khi là mẹ ruột cũng không nói được. Thông qua đoạn clip thì có thể thấy là Phi Nhung đã có vẻ rất là khó chịu, là mẹ cũng đi làm mệt muốn chết chứ bộ, Hồ Văn Cường gì kỳ cục vậy, và chị Thu kêu Cường dậy đi. Đó, đây là những cái câu nói mà ca sĩ Phi Nhung đã nói với mẹ của Hồ Văn Cường, là kêu Cường dậy đi, ai cũng làm việc mà nó đi ngủ là sao. Và trên sân khấu thì mới là ca sĩ, còn ở nhà thì con là của mẹ. Và trong lúc mọi người đang ký tên và dọn dẹp, nó đi ngủ là sao? Đây là những cái câu nói mà của ca sĩ Phi Nhung đã dành cho Hồ Văn Cường. Và rất nhiều những ý kiến trái chiều đã nổ ra, và nhiều khán giả thì chỉ trích, nhưng cũng có không ít người cho rằng là Hồ Văn Cường đang ít tuổi, tuổi ăn tuổi lớn, nên là một đứa trẻ thì có những biểu hiện như vậy thì cũng không hẳn là một đứa trẻ hư, mà cần phải dạy dỗ một cách là nhẹ nhàng hơn. Đó, những cái chia sẻ như vậy. Tại sao hiện tại thì mọi người cũng như là cư dân mạng lại đang đào bới lại những chuyện cũ để có thể nói về Hồ Văn Cường? Bởi vì hiện nay những cái ồn ào mà chúng ta có thể thấy rằng là rất là nhiều chuyện xảy ra đối với quản lý cô ca sĩ Phi Nhung với lại Hồ Văn Cường. Và những lúc cái tin Hồ Văn Cường bị nghi vấn là bạo hành rầm rộ về các kiểu rồi, anh họ của cô ca sĩ Phi Nhung cũng đã lên tiếng nói một câu tỏ rõ thái độ. Và cũng như tất cả mọi người đã biết rằng là ca sĩ Phi Nhung yêu cầu Hồ Văn Cường đi hát, và Cường nói là em nhiều bài tập để chuẩn bị đi thi và em không đi hát được. Thế là có một ai đó đã lấy thắt lưng ra cuột Hồ Văn Cường. Và câu nói của Bầu Thụy đã trở thành tâm điểm của mạng xã hội suốt mấy ngày hôm nay. Và những ồn ào đó thì tất cả chúng ta đang tập trung đến Bầu Thụy, và ngay lập tức thì Bầu Thụy đã xóa cái bài viết đó rồi. Và giữa lúc dư luận còn đang mở cuộc khẩu chiến nảy lửa, vào sáng ngày 27 tháng 10 thì anh họ của cô ca sĩ Phi Nhung bất ngờ có động thái gây chú ý từ bên Mỹ, là người này đã đăng tải bức ảnh cùng với Wendy Phạm mỉm cười khi đưa di ảnh của mẹ của mình là ca sĩ Phi Nhung để đi du lịch, và cũng có gắn thẻ con ruột của ca sĩ Phi Nhung vào status. Và hình ảnh đẹp trong lòng công chúng là gia đình chúng tôi mong muốn, cần gì gia đình chúng tôi lên tiếng, Wendy Phạm, Phi Nhung thích được đi chơi lắm, và lần này đi cũng giống như lần trước nhưng thiếu hiện diện của một người. Và mặc dù không được nhắc đến trực tiếp sự việc, nhưng dân tình đoán là anh họ của cố ca sĩ Phi Nhung là không muốn gia đình và đặc biệt là người quá cố dính vào những bàn tán tiêu cực đang xuất hiện trên mạng xã hội trong những ngày qua. Và con gái là em ruột cùng nhiều người thân của cố ca sĩ Phi Nhung cũng lên tiếng mong cộng đồng mạng đừng dùng những lời khó nghe và ngừng tung tin đồn bịa đặt liên quan đến người quá cố. Và cũng như là một người đã đăng tải thông tin là mọi người trong gia đình tôi cũng nói là sao tôi không bảo vệ ca sĩ Phi Nhung mà đi bảo vệ Hồ Văn Cường. Và tôi nói câu chuyện này ra để mọi chuyện của Hồ Văn Cường sẽ được hiểu rộng hơn và kết thúc câu chuyện này. Đó là một trong những cái câu chuyện mà của Bầu Thụy đã chia sẻ về Hồ Văn Cường. Và như tất cả chúng ta cũng đã biết là những lùm xùm về Hồ Văn Cường với lại quản lý ca sĩ Phi Nhung và đối với nữ CEO Mỹ Phương Hằng và Bầu Thụy hiện tại thì vẫn chưa được lắng xuống đâu. Và những sự việc này vẫn đang được nâng cao lên đỉnh điểm, và cũng rất nhiều người vẫn tỏ ra bênh vực cho Hồ Văn Cường. Và rất nhiều người thắc mắc đối với bài đăng của Hồ Văn Cường đã đăng trước đây lên chính cái Facebook của mình. Và hiện nay thì cũng như tất cả thông tin mà Hồ Văn Cường đăng tải là sẽ trả lại toàn bộ Facebook, trả lại cho công ty của ca sĩ Phi Nhung. Và hiện tại thì Hồ Văn Cường đã dọn ra ở riêng, cũng như theo thông tin mới nhất từ Thiên Ngân là trong cái buổi đến để
thắp nhang cho mẹ nuôi của mình thì không có Hồ Văn Cường xuất hiện. Và em Thiên Ngân cũng có chia sẻ là Hồ Văn Cường đã rời đi rồi, đã chuyển khỏi nhà ca sĩ Phi Nhung không ở đó nữa. Đó là cái thông tin mới nhất chúng ta có thể biết được là về Hồ Văn Cường là đã được rời đi rồi, chứ không phải là chứ không còn là ở nhà như chúng ta đã thông báo trước đây nữa. Đó. Và trong cái bài viết mà Hồ Văn Cường đã đăng tải là: dạ con xin chào quý vị khán giả, cô chú, anh chị và các bạn. Phải đến tận hôm nay con mới sắp xếp được thời gian để xin được nói một vài lời về việc giữa con và mẹ Nhung mà dạo gần đây mọi người luôn nhắc đến. Thật sự bản thân con chưa bao giờ muốn vì mấy chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai mẹ con cả. Và hôm nay con chính thức lên tiếng về vấn đề của con trong thời gian qua. Trước tiên con xin chân thành gửi lời xin lỗi đến các cô chú anh chị vì đã giữ im lặng trong suốt một thời gian dài. Nhưng con có nỗi niềm riêng khó nói mà chỉ những người trong cuộc mới có thể hiểu được. Những thời gian qua có nhiều chuyện không vui xảy đến một cách dồn dập, con cảm thấy rất áp lực nên con lựa chọn cách im lặng vì nếu nói lên thì con không biết phải nói thế nào cho phải. Và con rất mong cô chú anh chị hãy hiểu và thông cảm giúp con. Đó, đây là một cái bài viết mà đang gây rất nhiều tranh cãi và rất nhiều người cho rằng là Hồ Văn Cường không viết cái bài viết này. Mà chúng ta cũng đã biết là những cái fanpage Facebook và YouTube đều là không phải thuộc của Hồ Văn Cường mà đều do quản lý của ca sĩ Phi Nhung giữ. Thì những cái bài đăng này thì cũng theo nhiều người nói thì là do quản lý ca sĩ Phi Nhung đăng tải chứ không phải là do Hồ Văn Cường đăng tải. Là sẽ có những cái sự việc xảy ra khi mà nhận tiền xong thì Hồ Văn Cường lại đăng tải, nên là gây rất nhiều sự hiểu lầm và cho rằng là Hồ Văn Cường vô ơn, rồi Hồ Văn Cường là một người ăn cháo đá bát. Đó, những sự việc đó là dành cho Hồ Văn Cường. Và cũng có viết thêm là con xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua đã quan tâm đến câu chuyện và cuộc sống của con. Những câu chuyện không hay xảy ra đến với cuộc sống của con làm xáo trộn rất nhiều. Và có người thương, có người ghét, nhưng con cũng đủ lớn để hiểu. Và một số người, con là người của công chúng, con phải biết chấp nhận. Con sẽ luôn trân trọng tình thương của mọi người dành cho con. Và con hứa sẽ nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa. Và con cũng có đôi lời gửi đến cô Nguyễn Phương Hằng. Và con xin ghi nhận và cảm ơn thiện chí của cô đã lên tiếng về vấn đề của con và quan tâm con. Và hôm nay con xin được đính chính là con không nhờ ai, con cũng không liên hệ với anh Nhâm Hoàng Khang và chưa bao giờ con nói chuyện với anh ấy. Con mong mọi người hiểu, không hiểu sai rằng con nhờ tìm anh họ Nhâm Hoàng Khang như lời anh ấy nói với cô Phương Hằng. Và con cũng xin thông báo với phía công ty là con đã giải quyết cho gia đình con, là ngày hôm nay con đã nhận được số tiền cát xê 5 năm qua, nên con mong mọi lùm xùm sẽ chấm dứt ở đây. Mẹ Nhung đã đi, con dẫu sao vẫn mang ơn mẹ rất nhiều. Và con chưa từng phủ nhận công ơn của mẹ suốt bao năm qua đã nâng đỡ. Và việc mẹ ra đi là điều con không bao giờ nghĩ tới. Và con cũng có những điều dang dở và chưa kịp nói với mẹ. Và con không có thói quen thể hiện cảm xúc trên mạng xã hội, nhưng con tin mẹ ở nơi xa sẽ hiểu được lòng của con. Và mọi chuyện thì đã được giải quyết và con mong mọi người sẽ thôi nhắc về vấn đề này để những chuyện buồn sẽ qua đi. Và mong có thể là để cho mẹ con được yên nghỉ nơi xa. Và bản thân con cũng không mong muốn nhớ về những chuyện không vui đó nữa. Đây là một câu chuyện chia sẻ rất dài và một bài viết mà chúng ta đang thắc mắc là tại sao khi nhận được tiền Hồ Văn Cường mới đăng tải. Là rất nhiều người đang nghĩ rằng là đây là một cái sự việc không đơn giản như chúng ta nghĩ, là Hồ Văn Cường là một người vô ơn đâu, mà chính quản lý Diễm Phạm là một người đã sắp đặt mọi việc và đẩy Hồ Văn Cường vào bước đường cùng. Cũng như cái bài viết này thì rất nhiều quý vị khán giả cho rằng là cái bài viết này chính là quản lý Diễm Phạm đã viết và đã chuẩn bị trước mọi kịch bản, cũng như là cái cuốn sổ tiết kiệm mà mẹ của Hồ Văn Cường đã đăng tải trước đây, đã đăng tải cái cuốn sổ tiết kiệm lên và nói rằng là mọi người đừng nhắc gì về cố ca sĩ Phi Nhung nữa, hãy để cho cố ca sĩ Phi Nhung được yên. Đó, và cái thông báo này thì cũng cho chúng ta thấy được rằng là những cái sự việc lùm xùm hiện nay vẫn chưa dừng lại. Và đặc biệt nhất thì Bầu Thụy lại có những cái thông tin dấy lên là Hồ Văn Cường còn bị bạo hành nữa. Đó, từ lúc 15 tuổi là bắt buộc phải đi hát, bắt buộc đi chạy show. Chúng ta có thể thấy rằng là những sự việc này nó lại làm cho chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều hướng. Và chúng ta cũng không thể nào phủ nhận cái công ơn của ca sĩ Phi Nhung đã nuôi dưỡng cho Hồ Văn Cường. Và chắc chắn một điều rằng là nếu không có ca sĩ Phi Nhung nuôi dưỡng thì Hồ Văn Cường vẫn làm ca sĩ, nhưng sẽ không thể nào là một ca sĩ nổi tiếng và có thể thành công như ngày hôm nay. Bởi vì chúng ta cũng đã biết là mọi cái sự thành công thì đều phải có người dẫn dắt. Bằng cái tài năng thì mình nghĩ là chưa đủ đâu. Ai cũng có thể biết là Hồ Văn Cường là một người hát rất là hay, giọng hát rất truyền cảm,
Nhưng chúng ta đã biết là Hồ Văn Cường đã không hát trong vòng là 1-2 năm nay bởi vì vỡ giọng. Hồ Văn Cường ở nhà thì ai nuôi, đi học thì ai nuôi, đúng không? Thì ca sĩ Phi Nhung đã chăm lo mọi việc. Và hiện tại đối với việc Hồ Văn Cường vô ơn thì cũng chưa có những cái bằng chứng nào. Bởi vì chúng ta đã biết là chỉ có chỉ trích em Hồ Văn Cường là không lên tiếng để bảo vệ cho ca sĩ Phi Nhung thôi. Bởi vì là em Hồ Văn Cường cũng còn rất nhỏ tuổi và cũng chưa thể lên tiếng được. Với lại là chúng ta có thể thấy là trong cái buổi livestream của Trang Hàn thì sẽ nhìn thấy em Hồ Văn Cường nhìn rất là tội lỗi và nhìn rất là nhỏ. Nhìn có vẻ là gầy gò, ốm yếu luôn. Và chúng ta lại đi tập trung dồn nén vào em Hồ Văn Cường và chỉ trích em Hồ Văn Cường thì thấy rất là tội lỗi. Và chúng ta phải nhìn nhận lại sự việc và sâu chuỗi lại thì mới thấy được là sự việc hiện tại thì có thể là do quản lý Diễm Phạm đã sắp đặt mọi việc và đùn đẩy cho Hồ Văn Cường. Nên là mình cũng mong rằng là sẽ cập nhật những cái nguồn thông tin mới nhất để có thể là minh oan cho cả ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Và sự việc này sẽ là do những người quản lý đã gây dựng lên. Và chắc chắn rằng là khi ca sĩ Phi Nhung mà qua đời thì người có lợi thì sẽ là quản lý ca sĩ Phi Nhung. Bởi vì hiện tại tài sản cũng còn rất là nhiều, đất đai rồi tiền bạc trong vòng mấy năm nay thì chắc chắn là quản lý ca sĩ Phi Nhung sẽ giữ rồi. Thì chắc chắn là sẽ có những cái tranh chấp xảy ra giữa là Wendy là con ruột ca sĩ Phi Nhung có thể là bay về Việt Nam. Đó, mình nghĩ là như vậy. Nhưng mà đây là một cái sự việc nội bộ và sẽ không được thông tin ra ngoài đâu. Trừ khi nó không thể giải quyết được nữa thì mới lộ ra ngoài. Và nếu như mà để lộ ra ngoài thì chắc chắn là quản lý Diễm Phạm sẽ chịu chỉ trích rất lớn từ cộng đồng mạng. Nên là mình sẽ cố gắng cập nhật những cái nguồn thông tin mới cũng như những cái thông tin xoay quanh về việc Hồ Văn Cường và quản lý Diễm Phạm để cập nhật cho tất cả mọi người sẽ cùng hiểu rõ hơn về cái vấn đề này.